Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Trong những ngày gần đây, do không khí lạnh hoạt động yếu, nên hầu khắp khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Đông Bắc đến Đông thổi với cường độ trung bình, trời ít mưa, sóng biển không cao nên thuận lợi cho mọi hoạt động hàng hải trên khu vực. Dự báo là trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông tiếp tục bao phủ. Gió trên hầu khắp khu vực biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa tiếp tục có cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên hầu khắp của các khu vực này. Chỉ lưu ý là vùng vịnh Bắc Bộ và khu vực ven biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi thì trong thời điểm ban sớm, sương mù sẽ xuất huyện nhiều trên khu vực khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Do vậy, bà con ngư dân cũng cần hết sức lưu ý, ngoài việc kiểm soát trên sóng radar, tùy thuộc vào mật độ sương mù và bố trí tăng cường cảnh giới ở phía mũi trong buồng lái để có thể quan sát và xử lý kịp thời trong trường hợp có chướng ngại vật cũng như tàu thuyền khác hoạt động trong khu vực. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước. Tại vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ thì gió tại đây có cường độ khoảng cấp 3 cấp 4 nên sóng biển thấp với hướng đông nam, tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên lưu ý là vào thời điểm ban sớm thì sương mù tiếp tục xuất hiện nhiều trên khu vực khiến cho tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Do vậy tàu thuyền cũng nên lưu ý khi hoạt động vào thời điểm này để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ cùng chung hình thế thời tiết với vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Gió trên vùng biển này có hướng Đông Nam với cường độ trung bình yếu cho nên sóng biển thấp, tình trạng biển bình thường và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trong khoảng thời gian sau 9 giờ sáng khi sương mù giảm dần xuống đến vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ Lý Sơn. Dự báo là trong đêm nay và ngày mai, gió tại đây cũng có hướng đông nam với cường độ khoảng cấp 4, sóng biển cao dưới 1,5m. Ngoài tầm nhìn bị giảm thấp trong sương mù vào thời điểm về đêm và sáng, thì ban ngày thời tiết tại đây cũng được dự báo sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên vùng biển này. Đối bản tin sẽ là thông tin thời tiết cho vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý. Trong đêm nay và ngày mai, gió trên vùng biển này tiếp tục thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ khoảng cấp 4. Trời hầu như ít mưa, ban ngày có nắng, tầm nhìn trên 10 km, sóng biển cao dưới 1,75 m nên hoàn toàn ủng hộ cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Các hoạt động đánh bắt thủy hải sản gần và xa bờ của ngư dân cũng có thể tiến hành thuận lợi trong 3 đến 4 ngày tới. Vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và Côn Đảo, gió đông bắc có cường độ trung bình, trời lại không có mưa nên thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của bà con ngư dân. Các hoạt động đánh bắt cũng có thể tiến hành thuận lợi trong điều kiện thời tiết ổn định. Ngoài ra các hoạt động du lịch biển đảo cũng sẽ thuận lợi hơn. Lùi sang phía tây đến với vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, gió đông bắc đến đông hoạt động với cường độ yếu ở khoảng dưới cấp 4, trời phổ biến không có mưa, tình trạng biển bình thường nên thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt cũng như các chuyến tàu ra thăm đảo vùng biển vịnh thái lan gió trên vùng biển này cũng được dự báo là sẽ phổ biến có cường độ gió yếu trong đêm nay và ngày mai thời tiết tiếp tục ổn định ban ngày có nắng nên thuận lợi cho mọi hoạt động hàng hải trên khu vực này Chuyển sang khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Trong đêm nay và ngày mai tại đây sẽ có gió đông bắc đến đông thịnh hành với cường độ cấp 4, cấp 5. Trời ít mưa tầm nhìn thoáng, tình trạng biển bình thường nên tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực trong ngày mai và có thể kéo dài đến ngày 29, ngày 30 khu vực giữa Biển Đông từ vĩ độ 10 đến 15. Gió Đông Bắc cường độ phổ biến ở mức là cấp 4, cấp 5. Trời không mưa, ban ngày có nắng nên tầm nhìn xa khá tốt ở trên 10 km. Sóng biển cao dưới 2 m nên rất ủng hộ cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Sông Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai thì gió đông bắc phổ biến có cường độ ở mức là trung bình đến yếu. Mưa rông chỉ xảy ra lác đác ở một vài nơi, tình trạng biển bình thường nên thời tiết cũng như chế độ sóng gió nhìn chung ít ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải trên khu vực. Cảm ơn quý vị và bà con ngư dân đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.